nói cho bạn về sự kỳ diệu của tiềm thức của chúng ta. Tôi rất thích câu nói, "We don't know what we know." Chúng ta không biết những gì mà chúng ta biết. Tôi ví dụ nhé. Bạn có khi nào, khi mà bạn nghe ai đó nói điều gì, bạn nghe và không hiểu, khi người ta nói lại và giải thích khác đi một xíu, thì bạn lại, và bạn hiểu. Có khi nào bạn như thế hay không? Chắc chắn là có chứ. Đây là trường hợp mà đôi khi tạm thời chúng ta quên đi từ đó và cần nhớ lại bằng cách lặp lại đúng ngữ âm mà người nói đã nói. Rồi bạn sẽ nhớ ra nó. Ví dụ từ cute. Nhưng bạn không nghe ra đó là từ gì cả. Lúc đó bạn hãy nhắc lại nó, hãy bắt chước ngữ âm của người nói. Bạn sẽ thấy, hóa ra từ này rất quen. Đó là từ dễ thương. Đây chính là vấn đề của việc hai hệ thống âm thanh không tương đồng nhưng lại tương đồng về mặt chữ viết. Và để có thể nghe được từ mà người kia nói, chúng ta cần phải lặp lại để nhận diện lại âm thanh và gắn kết vào chữ viết. Ví dụ như từ good, bạn có thể đọc từ này là good, nhưng khi bạn nghe nó lại là good. Như vậy, hai âm thanh không tương đồng với nhau nhưng lại cùng chữ viết. Và khi chúng ta không nghe ra thì việc nhắc lại chính xác âm thanh mà người nói đã nói sẽ cho chúng ta đáp án. Nhưng lưu ý là điều này chỉ xảy ra khi hai hệ thống âm thanh không tương đồng nhưng mặt chữ phải giống nhau. Bạn có thể nghĩ rất ít khi bạn gặp phải vấn đề nào mà lại phải dùng đến kỹ thuật này. Nhưng hãy tin tôi đi, khi bạn chỉ cần để ý một xíu, bạn sẽ thấy chúng ta cần đến kỹ thuật này rất nhiều.